Xin chào mừng quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh đã đến với chương trình Về Trường, một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho lứa tuổi học trò. Ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt là đứng bên cạnh Lan Phương là hai cô gái rất là dễ thương. Như là Mai Phương thì sở hữu một nụ cười rất là duyên dáng này, một giọng nói rất là ngọt ngào này và một nụ cười rất là trong trẻo. Còn Thùy Trang thì sao? Bạn ấy luôn luôn có một nguồn năng lượng rất là vui tươi và tràn đầy sức sống. Tin chắc là hai bạn sẽ mang đến cho quý vị khán giả những màn thi đấu rất là hấp dẫn và vui tươi. Và ngay bây giờ thì bộ ba chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đến thăm một trường trung học phổ thông ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trường trung học phổ thông Trần Quang Khải. Trường phổ thông trung học Trần Quang Khải từ năm học 2008-2009 đến nay, tập thể sư phạm nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Số học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng ngày càng nhiều hơn. Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố, đạt giải Olympic ở các bộ môn văn hóa và nhiều những giải thưởng cao trong các cuộc thi thể thao, văn nghệ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân hai đội trắng và đỏ cùng về trường phổ thông trung học Trần Quang Khải. Còn bây giờ đến phần khách mời, xin được bật mí là hôm nay chúng ta sẽ có một ca sĩ và một diễn viên. Riêng hot boy là phải về đội em. Em chọn diễn viên. Vì sao? Tại vì em nghĩ là diễn viên thì thông thường sẽ linh hoạt hơn, ứng biến hơn, còn ca sĩ nhiều khi sợ xấu. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với một cô diễn viên xinh đẹp và một chàng ca sĩ cũng rất là đẹp trai. Xin mời. Bắt đầu nha, là hot boy là về fan. Và bây giờ chúng ta sẽ được gặp gỡ với ca sĩ Ngô Kiến Huy. Đã xây dựng thành công cho mình một hình ảnh tươi trẻ và năng động, hy vọng anh chàng sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mới. Ngay bây giờ, xin mời khán giả hãy cùng với Ngô Kiến Huy tham gia các vòng thi với các em học sinh nhé. Cùng với diễn viên Tường Vy. Từ những ngày đầu chập chững bước vào nghiệp diễn xuất, hình ảnh một cô bé với nước da ngăm cùng nụ cười duyên dáng, Tường Vy đã gây ấn tượng với khán giả qua những vai diễn hồn nhiên và lý lắc. Theo năm tháng, cũng dễ nhận thấy Tường Vy của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chào mừng cô đến với sân chơi Về Trường. Và ngày hôm nay rất vui là có hai bạn đến tham gia chương trình. Và Lan Vương cũng như là tất cả quý vị khán giả rất là muốn được nghe một chút kỷ niệm của các bạn thời đi học như thế nào. Xin mời Tường Vy. Thực sự là hồi lúc mà còn đi học nó vi nghịch cực kỳ. Và những cái hoạt động ngoại khóa hay là chơi trò chơi gì lúc đọc tham gia nhiệt tình lắm. Thì xa trường cũng rất là lâu rồi, cái cảm giác mà được cùng với bạn bè xung quanh hò hét rồi nói chung là khiêu chiến với đội bạn hết sức là nhiệt tình á, thì lâu rồi không có được nếm trải. Thì bây giờ nhân cái dịp được chương trình mời đến thì tham gia liền, tại vì mình có cảm giác là mình được quay trở lại với thời cấp 3. Còn bây giờ thì Ngô Kiến Huy thì sao? Tuổi đời của Huy nó cũng dữ dội không kém chị Đường Vy. Mà Huy là Huy vậy ngầm chứ không vậy ra mặt, tức là Huy xuống người ta làm chứ Huy không làm. À cái này là nặng hơn á. Cái này tội này nặng hơn đúng không? Hâm đá xuống tay. Rất là vui khi được nghe kỷ niệm của hai bạn. Nhưng bây giờ thì chúng ta không còn thời gian nữa, chúng ta hãy bước vào vòng thi đầu tiên của chương trình Về Trường. Và vòng thi đầu tiên của chúng ta mang tên Kiến Thức Chống Trường đã lên rồi. Chúng ta cùng chạy thôi, 10 phút chạy nhanh, chạy nhanh. Mỗi đội sẽ nhận được một bộ câu hỏi gồm 15 câu, 5 câu hỏi lịch sử, 7 câu hỏi hiểu biết chung, 3 câu hỏi ngoại ngữ. Hai đội sẽ cùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao đầu tiên 10 phút để cùng tập hợp, lập nhóm và tìm học sinh trả lời cho các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm nào? A. Năm 1418. B. Năm 1425. C. Năm 1428. D. Năm 1433. Hả? À, tại sao em biết? Mấy bạn nói. Cô C. Ơi. Cô C hả? Cô C. Chắc không? Chắc. Sai sao? Anh chịu. Anh chịu. Sao chơi 50 vậy? Sao đàn nhị thập bát tú được thành lập vào thời trị vì của vị vua nào? Đáp án A. Lý Thánh Tông 1054-1072. B. Trần Thánh Tông 1258-1278. C. Lê Thánh Tông 1460-1497. D. Nguyễn Thánh Tổ 1820-1840. Các bạn chọn đáp án là câu gì? Chắc chắn 1000%. 1000% luôn hả? Em có tin mấy bạn không? Tại con này em không biết cho nên ai nói em cũng tin á. C. Có là đáp án cuối cùng không? C. C. Tượng đài Nguyễn Hữu Huân, tức Thủ Khoa Huân được xây dựng ở địa phương nào? A. Thành phố Tân An, tỉnh Long An. B. Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. C.
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. D, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Biết là câu B. Em biết là câu B dựa vào đâu? Em đọc ở đâu hay là nghe ở đâu đó hay em đã học rồi? Tại quê bạn em ở Đồng Nai. Các bạn tôi trả lời là dưới thời nhà Trần, Trần Quang Khải đã được phong tước vị gì? Cao nhất: A, Thái sư; B, Thái phó; C, Thượng tướng; và D, Tư đồ. Ai? Em. Dạ. Em đưa lên nào. Em dạ, tên là gì? Chị là em tên Thương. Em Thương. À, em chọn đáp án nào? Đáp án C. C là? Thượng tướng. À, bạn em nói em sai rồi, em muốn đổi thay đổi không? Dạ không. Nếu sai thì sao? Chấp nhận hình phạt luôn. Chấp nhận hình phạt luôn, điều đó chứng tỏ rằng bạn chúng ta rất là tự tin. Xin lỗi, em đứng đây chờ chị một chút xíu, chị sẽ quay lại với em sau. Dạ, em nghĩ là câu A. Câu A, bây giờ dù như em đúng, bạn ấy hôn em. Còn ngược lại, bạn ấy sai, em hôn bạn ấy. Được không? Rồi. Thượng tướng và Thái sư nha. Hai, ba. Nhảy vào con vịt. Trước lắm. Đúng rồi, bạn ấy thắng, bạn ấy có quyền yêu cầu em. Em lên đi. Nhảy ngựa đại gì? Rồi em mời em. Nhảy ngựa. Rồi, 2, 3. Rồi, cảm ơn em. Nữ diễn viên Đỗ Hải Yến đã từng đoạt giải cánh diều vàng cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim nào? A, Người Mỹ Trầm Lặng. B, Chuyện Của Bao. B, C, Chơi Vơi. Và D, Cánh Đồng Bất Tận. Thưa chị là em chọn câu B. Câu B. Câu B. Câu B. Câu B. Câu B. When was the association of Southeast Asian Nation formed? Đó là tổ chức ASEAN được thành lập ở đâu? Ở đâu? Và chúng ta có 4 đáp án. Và chúng ta có 4 sự lựa chọn. A, năm 1961. B, là 1967. C, 1976. Và D, là 1980. Em chọn câu B. Câu B là? In 1967. Hoàn thiện câu tục ngữ. Năm, 3 chấm, chặt, 3 chấm, bạn nào biết? Đó là nắng chắc chặt bị. Nắng gì? Nắng chắc chặt bị. Nắng chắc chặt bị, nghĩa là gì vậy, hết đi. Em biết. Hả? Tại sao em biết câu trả lời này? Tại vì bạn mấy bạn chỉ. Đó là nắng nhặt chặt bị. Nắng nhặt chặt bị, đúng không mấy bạn? Chết rồi, tôi thấy. Trời. Dạ của 4 câu thơ sau đây: Đoạt Sáo Chương Dương Độ, Căm Hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình Tu Trí Lực, Dạng Cổ Thử Giang Sang. A là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. B, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. C, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiến. D, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Dạ chị, là cái này em biết là do là hồi trước em bị đi trễ, em bắt đứng dưới em đọc cái bản cái bản tiểu sử Trần Quang Khải nên em thuộc, nên em biết câu này là của Trần Quang Khải. Chào mừng hai đội của chúng ta đã kết thúc vòng thi đầu tiên của chương trình Về Trường. Đội đỏ của chúng ta trả lời sai 3 câu và nhận được 120 điểm. Còn đội trắng chỉ sai 2 câu mà thôi, các bạn nhận được 130 điểm. Xin chúc mừng đội trắng. Và tiếp theo thì chúng tôi xin gặp lại quý vị khán giả tại vòng 2 của chương trình Về Trường. Vòng 2 mang tên Tìm Hoa Khôi. Hai đội chơi sẽ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao thứ 2 và thứ 3 để tìm kiếm ra những gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong trường và đáp ứng đủ 3 tiêu chí: xinh đẹp, hạnh kiểm tốt, tài năng, trở thành những ứng cử viên cho ngôi vị hoa khôi của trường. Chị với lại
là chị Tường Vy nhờ chút xíu nha. À, bây giờ là đến phần là tụi chị sẽ phải thi là chọn hoa khôi của trường mình. Thì giống em chỉ giùm đi, chắc hỏi mấy bạn nam nè. Mấy bạn nam chắc là mấy bạn nữ. Mai Quế hả? Mai Quế lớp 10A3 hả? À là bạn này hả? Ủa nhưng mà sao thấy em học 10A9 mà. Nổi tiếng hơn chị đó, chị bắt tay làm quen với người nổi tiếng. Chị em tự tin nhất của em là mặt nào? Mặt diễn xuất kịch bản gì đó. Em đóng kịch chết rồi. Coi bộ nhiều đối thủ cạnh tranh quá. Ở trong lớp á, em đứng hạng thứ mấy vậy? Dạ em đứng hạng nhất trong lớp. Trời ơi, wow. Quá. Vậy bây giờ anh nhìn đi. Bạn Trang. Bạn Trang và bạn thứ hai em là bạn bạn này. Chào em. Cảm ơn em đã chỉ điểm bạn nữ. Mà bây giờ anh xin hỏi em thêm một chút một vấn đề nữa là lý do tại sao em lại chọn bạn Trang. Chút đời mọi người, thật thà luôn. Vậy thì em có năng khiếu gì khác không? Hả? Em có năng khiếu hát. À, em hay hát nhạc gì? Em hát nhạc trẻ mà nhạc chậm. Nhạc trẻ nhạc chậm. Nhạc chậm nhạc ba lát, bóp ba lát. Ồ. Bây giờ em thể hiện một câu đi. Có bạn trai là Xuân Phong không? Em. Mời em. À, em xung phong về vấn đề gì? Em tự đề cử em hay là em sẽ đề cử một người khác? Dạ theo nhan sắc của em sẽ không đề cử em mà em sẽ đề cử bạn Đinh Thị Mỹ Hạnh. Đâu đâu bạn? Có vẻ vẫn em nhở? Không nhấn em đi. Và em hãy giới thiệu là đây là cô gái như thế nào của lớp em? Dạ theo em, theo ý kiến của em thì bạn Đinh Thị Mỹ Hạnh là một trong những top girl của 12A6. Top girl. Còn tài năng thì sao nhỉ? Dạ, cũng ca dạ. Hát. Anh em hát bài người sẽ nhảy. Anh nào nhảy hip hop? Khi ta chợt nghe tiếng hát. Hả? Nhảy gì? Hôm nay ru ru lại ru ngọt ngào. Ôm chung vòng tay, chung vòng tay ấm em. Bên giờ ngủ say nghe tuổi thơ mãi nhớ. Khi ta nhận ra bây giờ như đã lỡ. Khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng? Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy? Tìm xem hai đội như thế nào mà sao chị vẫn đội đây đây cái đội này ở đây đang làm gì đấy này sao hay không thì không mình đang coi thời tiết này nóng á có gió điều hòa sao hai bạn này kỳ vậy cái diện tích ở đây là mình đã đánh dấu lãnh thổ rồi đề nghị hai bạn đi nha thoáng qua thôi không nói không được rồi chọn em chị em nói là em hát hay lắm không Huy anh mà đúng rồi trời ơi anh Huy sao anh kỳ vậy cái này là em chọn mà có anh giành vậy bây giờ các bạn đồng hồ cho đội nào đội trắng hay đội đỏ bây
là các bạn đã rất là mệt và cũng rất là háo hức nữa, bởi vì là sau một thời gian là chạy đi rồi tìm kiếm rồi chọn lựa để tìm ra ứng cử viên hoa khôi tốt nhất của mình. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ được đón chào hai ứng cử viên hoa khôi của hai đội chơi, và bắt đầu thì chúng ta xin mời đội trắng giới thiệu ứng cử viên của mình trước. Xin mời các bạn. Và ứng cử viên hoa khôi của đội trắng là một bạn đến từ lớp 10A3. Bạn ấy tên là Mạch Mai Quế. Cô, các anh chị nghệ sĩ và các bạn thân mến, em tên là Mai Quế, học lớp 10A3. Môn thích của em là môn văn, tại vì mình có thể viết được những gì mà mình thích trên những trang giấy. Điều đó rất là thú vị. Và ước mơ sau này của em sẽ làm trở thành một diễn viên để có thể gửi thông điệp đến những khán giả được coi. Chào mừng Mai Quế đến với chương trình Về Trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với ứng cử viên hoa khôi của đội đỏ. Đó là bạn Nguyễn Phương Nhật Thảo. Xin chào các bạn cũng như các anh chị tham gia chương trình Về Trường. Mình tên là Nguyễn Phương Nhật Thảo, học lớp 11A3. Sở thích của mình là nghe nhạc và tập belly dance. Bạn khác thì họ chọn belly dance như một môn nghệ thuật năng khiếu. Còn đối với mình, belly dance không những rèn luyện sức khỏe, giúp cho tinh thần minh mẫn hơn, mà còn có thể quen biết nhiều bạn ở trong lớp học belly dance. Hôm nay là mình xin đại diện cho đội đỏ tham gia vòng thi hoa khôi. Mong mọi người ủng hộ cho mình. Xin chào mừng Kiều Thảo đến với chương trình. Tất cả chúng ta đều đã thấy là hai bạn của chúng ta rất là đáng yêu và duyên dáng. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi năng khiếu của hai ứng cử viên hoa khôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi năng khiếu của bạn Mai Quế của đội trắng với phần thi diễn xuất. Đội trắng sẽ biểu diễn một tiểu phẩm nhỏ với cái tên rất là dễ thương, đó là Điều Em Muốn Làm. Hôm nay là sinh nhật của cô á. Tôi có mua bánh cho cô nè. Bạn có mua bánh cho cô không? Tôi muốn quan tâm. Cô chào cô. Ủa sao hai đứa không vô lớp đi? Dạ khoan vô cô. Thế dạ? Nghe nè, bây giờ mà cô thấy hết rồi, nói luôn. Nè, hôm nay á là sinh nhật của cô. À, cô quên đúng không? Em biết mà, cho nên em đã chuẩn bị trước như vậy nè, để em tặng cho cô. Món quà của em á không phải là em đơn giản. Em tặng cho cô. Cô cảm ơn nghe. Đem mở phụ cô luôn nha. Nha. Trời. Quế. Đây là quà em tặng cô đó hả? Phải. Dạ em. Cô ơi. Tại bà đó. Bà thật là quá đáng mà. Tại sao bà lại làm như vậy? Tại vì tôi ghét bạn. Tôi ghét con cả cô chủ nhiệm. Tôi ghét tất cả mọi người. Và tôi không thích học ở trường này. Bạn đi ra khỏi lớp tôi đi. Tôi không có thích có những người bạn như bạn. Đi liền bây giờ đi. Đi. Ủa, cái gì đây? Cái gì một đống bao thư đây? Tân à, kể từ ngày mai tôi sẽ định cư bên Mỹ. Ủa Mai. Ủa, vậy là bạn định cư hả? Vậy là bạn không học chung với tôi nữa hả? Vậy bạn làm những trò này là để làm cái gì? Bởi vì mình sợ chia tay với các bạn. Tại vì mình biết tất cả mọi người, cả bạn, cả cô chủ nhiệm nữa đều cho mình một cảm giác rất ấm áp và trở lại cho mình trong lòng rất nhiều kỷ niệm. Không cần phải chia ra đi, là mình phải làm cho tất cả bạn bè ghét mình. Cô nghĩ là thay vì làm cách đó, em cũng có thể tạo cho các bạn thật nhiều kỷ niệm. Cô nghĩ là lứa tuổi các em học dưới mái trường này, những thời gian ở trong lớp sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất để em mang theo trên bất kỳ con đường nào, có đúng không? Em xin lỗi cô. Mai Quế, và đây là tiết mục của các bạn vô cùng xúc động. Chỉ muốn được hỏi là tiết mục này là ai viết kịch bản, ai nghĩ ra ý tưởng và tập trong bao lâu thế? Dạ, cái kịch bản này là do thầy Thanh và anh Tân cùng làm tạo cho em.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn belly dance của bạn Nhật Hảo. Lan Phương xin mời ra sân khấu thầy Lý Đức Thanh, trợ lý thanh niên trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải. Thầy sẽ là người đếm số quạt và công bố ai sẽ là hoa khôi. Em xin mời thầy ạ. Và bây giờ thì Lan Phương sẽ đếm từ 1 đến 3 và các bạn giơ quạt nhé. Nhớ là suy nghĩ kỹ và giơ cái màu mà mình chọn. 1 2 3. 1 2 3. 5, 6, 7. Em không chọn trắng. Các bạn nào vì sao? Em chọn đỏ. Em sẽ chọn cái trắng. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 thiên về đội trắng. Và xin chúc mừng bạn Mai Quế đã trở thành tân hoa khôi của trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải. Xin chúc mừng. Mang tên liên hoàn. Trò chơi liên hoàn ném banh vào rổ, chạm một tại điểm xuất phát, người chơi phải thổi một quả bóng bay và làm bể trái bóng mà không được dùng tay. Chạm hai, người chơi phải di chuyển đến một chiếc bàn, trên chiếc bàn có đặt một bát bột mì, ở trong đó để một trái bóng bàn. Nhiệm vụ của người chơi là phải lấy quả bóng mà không được dùng tay, di chuyển đến bước 4. Người chơi sẽ được đeo mắt kính, chỉ thấy một bên, sau đó phải ném trái bóng bàn vào rổ mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta không biết đáp nữa nhá.
thì chúng ta phải chờ trọng tài công bố thì mới biết được. Dạ thưa thầy, em muốn hỏi là kết quả thi đấu của hai đội như thế nào ạ? Với thời gian 10 phút, đội trắng ném được 4 quả bóng vào rổ. 4? Bốn quả bóng. Còn đội đỏ thì sao ạ? Và đội đỏ ném được 5 quả bóng vào rổ. Ba vòng thi của chương trình Về Trường đã kết thúc. Làm ơn xin được công bố số điểm sau ba vòng thi của chúng ta như sau. Đội trắng của chúng ta ngày hôm nay rất xuất sắc, nhận được 255 điểm. Đội đỏ của chúng ta cũng rất xuất sắc, nhận được 245 điểm. Và như vậy đội chiến thắng là đội trắng. Xin chúc mừng đội trắng. Và ngay bây giờ thì Lan Phương xin mời thầy Lý Đức Thanh, trợ lý thanh niên trường trung học phổ thông Trần Quang Khải sẽ lên sân khấu trao huy hiệu chiến thắng dành cho đội trắng. Đội chiến thắng ngày hôm nay là đội trắng, giành được số điểm là 255 điểm, tương ứng với số tiền là 2.550.000. Và đội trắng xin được trao lại số tiền này vào quỹ khuyến học của nhà trường. Như vậy là một ngày về trường của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ thì Lan Phương xin thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình tuần sau và tiếp tục cùng chúng tôi về trường.